Rồi, chào anh em toàn quốc nha. Sau đây mình sẽ qua những sản phẩm mới về mà mình có báo trên YouTube hôm qua. Và nhiều sản phẩm nay về cũng có chỗ trước đặt, các bác đặt hôm qua rồi. Đây, rất là nhiều. Mà trong video này mình cảm ơn bác Thắng nha. Bác Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho mình một cái ghế quay để quay chi tiết sản phẩm cho anh em. Đây là bác làm và gửi rất là bất ngờ. Thắng ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi. Và sau đây sẽ quay những sản phẩm sau đây. Con này là đờn nông 2000 hay là mã R nha. Chắc là mới, con này là hàng của anh em đẹp nha. Con này có chủ rồi nha. Sơn Sui 37DG. Con này hôm qua em có báo lên YouTube và bác Hà Nội ra chốt luôn rồi nha. 338ISD. Về em về hai con có báo lên YouTube và cũng có chủ luôn. Hôm qua hai bác đã đặt luôn. Và 8080DB. Con này là về là semi phải dán lại nè. Với tình trạng đẹp xuất sắc nha. Giá là 28 triệu 500 một con nha. Và em về 9 con giải mã DA. Con này là hàng đẹp nha anh em. Đã có chủ luôn hết rồi. Ngoài trời mưa rất là lớn nha. Fixer 400T. Mới thiếu đường sốt luôn nha. Con này có giá là 16 triệu 500. Sơn xuôi 1000X. Đẹp xuất sắc nha. Hàng bãi len ken ruột gan bẻ mèo. Con này giá 7 triệu 800. Và về một em Pioneer 7900. Con này chạy 4 sò như 7825 mã nha. Giá là 3 triệu 600. Rất là tầm tiền. Ba con lọc SE8. Tình trạng là xuất sắc, hai con đã có chủ nha anh em, còn một con thì chưa vệ sinh thôi. Hai con lọc Pioneer SG77, dòng này là thuộc phần là chất âm đỉnh nhất của Pioneer nha, không phải là hàng cao cấp nhất mà chất âm tuyệt vời nhất, nó sánh ngang với con 80 nha, SEA80. Giá em nó là 8 triệu 500 một con, giá em bán là bao ship toàn quốc cho anh em. Và em có về ba con SE80, một con có thùng và nó cho là dưới đây chỉ còn một con, hai con là có đặt hàng rồi nha, chỉ còn một con duy nhất thôi. Và một con Lukman L309 giá là 16 triệu 500, đẹp như thiếu đường xốp luôn. Một con Cover 501090 đẹp xuất sắc. Con này là em có báo hôm qua và cũng có bác chủ đã chốt rồi, đã chuyển tiền cho em rồi nha, con này đã bán nha. Và một con đầu CD Agofay cao cấp DB 70, hàng bãi lan can xuất sắc nha, với giá là 24 triệu 500. 9090DB, shop sách ra này đầy đủ 90DB, đẹp thiếu thùng shop, có catalog về sexy bé mèo nha. Con này là giá 43 triệu. Một con 9090, con này giá 30 triệu 500, con này đã có chủ nha. Và về một con G8700DB, con này giá 28 triệu 500.